Rồi, xin chào các bạn đến với kênh Mai Phạm Tiến Châu nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hôm nay mình sẽ nói và chia sẻ về vấn đề cái liều lượng bón các loại phân cho cây mai sao mà cho nó chuẩn nha các bạn. Thì mình nói phân thì có hai loại: phân bón gốc và phân bón lá nha các bạn. Thì phân bón gốc thì không được pha nước để bón trên lá, để xịt trên lá. Nhưng mà phân bón lá thì có thể xịt trên lá và tưới, pha nước tưới dưới gốc được nha các bạn. Nhưng mà khi phân bón lá các bạn pha nước tưới dưới gốc á, thì nó không được tối ưu, có nghĩa là nó không có tác dụng, nó hấp thụ phân nó không được như là mình xịt ở trên lá. Ví dụ như phân bón lá mình xịt ở trên lá thì nó hấp thu khoảng 80% cái lượng phân bón. Còn khi mình phân bón lá nó mà mình pha nước mình tưới á, thì nó hấp thu khoảng chừng 40 đến 50% thôi. Phân bón gốc cũng vậy. Các bạn bón phân bón gốc vô vô chậu các bạn thì cái cây của mình hấp thu được khoảng 40 đến 50% cái lượng phân đó thôi các bạn. Nó thất thoát bớt. Hoặc là nó không có tiêu. Phân nó không có tiêu cây, nó không có dễ tiêu đó. Làm cho cái cây của mình nó có nhiều cái nguyên nhân cây mình nó không hấp thụ hết. Thì mình nói cái bữa trước mình có pha cái thằng DB này nè các bạn. Mình pha với cái liều lượng mà 5 gram cho 1 lít nước á, thì có nhiều bạn nói là có pha như vậy tưới có quá nhiều hay không. Thì mình bảo đảm với các bạn là không quá nhiều nha các bạn. Cái đó là cái liều quy định của nhà sản xuất mà mình thấp hơn nữa. Thì mình nói là cái phân bón lá thì cái liều lượng pha như cái phân 30 10 10 nè, cái liều lượng pha mà chuẩn chung á, cái nhà quy định sản xuất á, nhà sản xuất quy định á, là 1 cc hoặc là 1 gram cho 1 lít nước, đó là phân bón lá nha các bạn. Còn phân bón gốc á, thì cái liều lượng mà mình bón á, vô gốc á, nó khác với cái liều lượng phân bón lá nha các bạn. Tại vì cái phân bón lá này nè, mình đậu mình làm biếng, đáng lẽ mình phải xịt trên lá thì nó hay hơn như nãy mình nói. Tại vì mình làm biếng, mình ẩu, mình pha nước mình tưới vô gốc nha các bạn. Thì cái phân bón lá này mình pha nước mình tưới vô gốc cũng là pha những cái liều lượng 1 cc cho 1 lít nước nha các bạn. Nó khác với phân bón gốc. Mình có cái phân bón gốc tím này nè. Ha. Phân beta tím này nè, 16 12 8 11, PE là 11 là Long Quỳnh. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái hướng dẫn mà liều lượng của nó trên cái bao bì luôn nha các bạn. Các bạn thấy phân bón gốc thì cái liều lượng nó khác với phân bón lá. Nè, để đây mình zoom lên cho bạn coi. Nè, cái liều lượng nè. Nè, các bạn thấy cái liều lượng không? Chậu nhỏ nè. Bạn thấy chậu nhỏ nè. Có mờ quá không? Nè, này nhỏ nè. Bạn thấy không? Chậu nhỏ nè. Chậu nhỏ hơn 15 cm là có nghĩa là cái chậu đó cái đường kính nó nhỏ hơn 15 cm. Thì nè, mình bón là một nửa muỗng canh nè. À, muỗng canh á là cái muỗng mình ăn cơm á các bạn. Là cái muỗng đó là nó 15 gram nha các bạn. Nha, muỗng canh là 15 gram. Thì cái liều lượng nó cho là phải nửa muỗng canh là khoảng 7 gram rưỡi không? Là chậu dưới 15 xăng là thấy các bạn thấy không? Đó, còn chậu chung nè. Chậu chung mà cái đường kính chậu á nó từ 15 xăng đến 24 xăng nè. Là bình thường mình là chậu 2, là chậu 25 đó là nó bón tới một muỗng canh nè bạn thấy không? À, muỗng canh nè. Còn chậu mà lớn hơn 24 cm có nghĩa là chậu 3, chậu 4 rồi đó là nó cho cái liều lượng tới 1,5 đến 2 muỗng. Có nghĩa là 1 muỗng rưỡi đến 2 muỗng canh nè ha. Có nghĩa là từ 20 đến 30 gram một chậu. Bạn thấy không? Cái liều lượng nè. Nè, nó còn ghi chú thêm là dùng nước ít và tránh bón sát gốc cây 3 đến 4 lần. 3 đến 4 tuần một lần.
đúng không? Thì mình đã có nhiều video mình nói nè, khi mà bón phân giữa các loại phân với nhau thì mình đã phân tích rồi. Thì mình cái thời gian mà có cách khoảng giữa các lần bón thì mình khuyên các bạn là từ 15 đến 20 ngày là vậy á. Thì cái cây mình xung lên thì mình có thể rút ngắn thôi là 10 đến 15 ngày nha bạn, tối thiểu nhất là 10 ngày. Ví dụ như các bạn mới bón phân better này nè thì phải tối thiểu là 10 ngày sau các bạn mới sử dụng phân bón lá. Ví dụ như vậy nha các bạn. Đó, có nghĩa là thời gian mà chuẩn nhất là 15 đến 20 ngày. Còn các bạn mà cây mình đã sung thì mình rút ngắn lại 10 đến 15 ngày. Thì mình nãy giờ mình nói cái liều lượng là cái liều lượng bón cho cái cây mà cây sung nha các bạn. Nha, liều lượng bón cho cây sung nha, cây si thì mình không có xài cái liều lượng như bình thường nãy giờ mình nói. Cây si thì mình sẽ xài cái liều lượng bằng 1/2 hoặc là 1/3 cái liều lượng của bình thường này thôi nha các bạn. Và đối với những cây bình thường, cây sung bình thường không si, thì cái liều lượng bón phụ thuộc, bón ít nhiều còn phụ thuộc vào cái tàn lá nó nha các bạn. Thứ nhất là tàn lá nó ít nhiều, thứ hai là cái hoành cây ha, thứ hai là cái hoành cây, thứ ba là cái chậu, cái đường kính chậu, chậu lớn nhỏ đó. Thì mình nói lại với cái phân mà DB này nè, thì mình vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn là bón thúc bằng cách mình pha 5g này cho 1 lít nước là bón thúc. Để mà mình đã có nói rồi, những cái cây của các bạn mà nụ nhỏ, nụ chưa kịp ha, hay là nụ vừa thì mình sẽ bón thúc là cái liều lượng là 5g cho 1 lít nước. Thì như mình đã nói là 5g cho 1 lít nước mà cái chậu 3 chậu 6, chậu đường kính 6 tấc đó thì mình đã hướng dẫn các bạn cây hoành khoảng 35, thì mình hướng dẫn các bạn là cái bạn tưới là 2 lít, có nghĩa là trong đó nó chứa tới 10g DB này ha. Thì khi mà những tháng đầu năm cái cây mình tàn lá ít, ví dụ như bây giờ mình nói là tháng 2 cái cây mình còn tàn lá ít ha, thì mình vẫn tưới cái lượng nước như vậy, nhưng mà mình pha với cái liều lượng lỏng lại ít lại, có nghĩa là khi tháng 2 thì mình có tưới DB này nè, thì mình tưới với cái liều lượng là bằng nửa cái liều lượng hoặc là 1/3 cái liều lượng như mình tưới hôm bữa tháng 9 ha. Ví dụ như là tháng 2 thì mình tưới pha với cái liều lượng là 2g cho 1 lít nước thôi. Đó, 2g cho 1 lít nước thôi là mình tưới, tại vì lúc đó cái cây mình tàn lá ít ha, lá ít, bộ rễ nó chưa được nhiều. Còn ví dụ như tháng 4 thì mình bón một lần nữa, thì tháng 4 thì tàn lá nó hơi nhiều thôi, hơi nhiều chứ chúng chưa nhiều nữa, thì mình pha với cái liều lượng là 3g cho 1 lít nước. Đó, mình nói các bạn lưu ý nha, 3g cho 1 lít nước. Còn là tháng 9 này giờ mình bón 4g, còn mình bón thúc là mình bón 5g cho 1 lít nước luôn. Các bạn phân biệt giữa bón bình thường và bón thúc và bón lót ha. Bón thúc thì mình phải cái lượng mà tối đa. Còn khi mà các bạn mà pha 5g cho 1 lít nước, bạn tưới như cái liều mình nói vậy đó, mà cây của các bạn mà bị khựng, bị cháy hay bị suy gì đó, thì mình sẽ đền cho các bạn một cây khác ha. Các bạn cứ tới vườn nhà vườn mình cứ lấy một cây khác, mình đảm bảo. Tại vì mình đã nhiều năm mình trồng mà mình đã tưới cái liều sao mình đã biết hết rồi. À, mình tưới hôm dài nè, cây không bao giờ mà nó có hiện tượng khựng cái gì, các bạn lo ha. Tại vì khi mà cái liều, ví dụ cái liều là 5g cho 1 lít nước nè, cái ngưỡng của nó thì có thể gấp đôi gấp ba nó mới có thể khựng cây, gấp đôi thì nó khựng cây, gấp ba thì nó mới có thể trái lá của mình ha. Có nghĩa là khi mà bạn pha cái liều 10g cho 1 lít nước bạn tưới á, thì có thể là cây mình nó bị khựng. Còn khi các bạn pha 15g, có nghĩa là gấp 3, 15g cho 1 lít nước á, thì cái cây mình mới có thể là trái lá. Đó, các bạn hiểu cái ngưỡng không? Rồi tất cả các phân bón gốc, tất cả các phân bón gốc mà phân NPK bón gốc á, phân vô cơ bón gốc á, thì cái liều lượng nó na ná như cái liều lượng phân Peter này nãy mình nói nè. Đó, nó na ná nhau hết, chỉ có một số ít thôi. Một số ít do nhà sản xuất nó làm không đúng chuẩn thì nó sẽ có cái liều lượng bón khác
các bạn nên đọc kỹ hướng dẫn khi mà bón. Mình nói thí dụ như 10 loại phân thì chỉ 9 loại phân, đã có 9 loại phân là cái hàm lượng nó bón là nó chuẩn như thế này rồi, NPK vô cơ. Giờ mình nói thêm cái phân hữu cơ nè, đây mình có phân hữu cơ nè, cho bạn xem phân hữu cơ của Úc, xin lỗi này, cái loại này của Hà Lan, phân gà nén ha, phân gà nén của Hà Lan nè. Mình cho các bạn xem cái liều nè, nè các bạn thấy không, đối với rau hoa kiển nè, bón thúc một lần, lần một lần hai nè, thì bạn thấy nè, cái chậu mà đường kính dưới 3 tấc nè, 30 cm là 3 tấc đó, thấy chưa, bạn thấy không, cái D là đường kính, D ký hiệu là đường kính của cái chậu mình nè, cái chậu mà dưới 30 cm thì nó kêu mình bón từ 10 đến 20g một chậu nè, bạn thấy không, phân gà nén, thấy chưa. Thì các bạn bón hơn cái liều này cũng hơn mà gấp 3, gấp 4 thì nó mới cái cây mình nó mới xì thôi. Còn gấp đôi thì cái nó cũng không đáng vấn đề mấy đối với phân hữu cơ. Gấp đôi thì nó có vấn đề đối với phân vô cơ thôi. Đó. Nhưng mà mình bón nhiều quá tốn tiền mà cái cây mình nó không ăn hết. Nó phí, nó tồn dư trong chất trồng của mình, nó tồn dư hoài. Làm cái bộ rễ của mình nó không có được phát triển được tối ưu. Giống như người mình á, mình ăn tới cái độ ngưỡng mà vừa no thôi, còn mình ăn quá no cứng bụng thì nó sẽ khó tiêu và cái con người mình nó khó chịu, và nó có thể dẫn đến một số bệnh dạ dày hoặc là mình liên quan tới tiêu hóa đó. Mình thay cho các bạn thấy cái liều của phân hữu cơ gà nén nè đó. Bởi vì mình làm cái gì là mình cũng có cơ sở hết giáo, mình mới lên chia sẻ với các bạn. Các bạn cứ yên tâm mà làm theo mình. Còn các bạn nào mà làm theo mình á, mà làm theo mình đúng á nha, ví dụ như cái phân này nè, các bạn mà đem bón cho cái xì ha, cái cây tàn lá ít mà các bạn pha với cái liều lượng cũng 5g cho 1 lít nước, giờ các bạn đổ thừa là cây khựng cây xì gì đó là không được nha các bạn. Mình đã nói chia sẻ, khi mình không, mình nói tới cái liều lượng bón phân mà không nói tới cái gì hết là cái liều lượng bón phân cho cây bình thường nha các bạn, cây sung bình thường. Còn cây si thì cái liều lượng nó là 1/3 với 1/1/2 cái liều lượng bình thường thôi. Nói rất là nhiều ở video rồi. Rồi cái liều lượng, giờ mình nói thêm cái mà mình tại sao mình nói với các bạn là khi mà mình pha nước, tưới những cái loại phân mà pha nước vô chảo chất trồng chậu của mình thì nên tưới nước trước khi mình tưới nước phân lên. Tại vì mình làm như vậy là để cho cái bộ rễ mình nó an toàn các bạn. Các bạn cứ nghĩ đi, cái chậu mình đang khô thì khô ha, chất trồng mình đang khô mà mình tưới cái lượng nước phân vô thì những, nhất là những cái loại phân mà có tính axit như là phân ure, phân SA nè các bạn, nó có tính axit, và những cái dạng phân thuộc dạng muối thì nó sẽ, cái lượng muối nó đậm đặc á. Tại vì khi cái chất trọng mình khô thì mình tưới cái lượng nước của phân bao nhiêu vô bao nhiêu thì nó sẽ là đậm đặc đó, nó sẽ làm sót rễ mình, teo tóp rễ mình đó. Bởi vì mình khuyên các bạn là khi cái chậu của mình khô á, chất trồng của mình khô quá thì không nên tưới phân dạng nước, nhất là phân vô cơ vô chất trồng của mình. Mình nên tưới nước cho cái chất trồng mình nó có độ ẩm trước, rồi mình sẽ tưới cái phân nó lên, tưới nước phân nó lên, nó sẽ an toàn hơn cho cái cây của mình nha các bạn. Vì những cái phân dạng muối vô cơ á, thì nó sẽ làm nóng cái rễ mình nha các bạn. Có nhiều người ta kỹ á, người ta bón phân không, người ta xả là nước nữa. Bón phân xả là nước nữa. Thì khi mình đã tưới nước lên chậu rồi thì mình tưới nước phân lên thì mình không cần xả. Còn các bạn nào mà bón theo liều lượng của mình mà nói cây mà si khựng gì đó thì tới đây mình đền cho cây khác, mình cam đoan như vậy. Cái
mình nhắc lại là cái ngưỡng mà chịu đựng của mà cái cây mà phân mà của cây á, ví dụ gấp đôi cái hàm lượng thì nó mới khựng cây đối với phân vô cơ, còn gấp 3-4 lần cái liều lượng chuẩn mình bón á thì nó mới trái lá. Mình nhắc lại nha các bạn, tất cả các loại phân khi mình bón liều lượng thì mình căn cứ vào tàn lá. Thứ nhất là tàn lá ha, tán cây đó, tán rộng, lá nhiều thì mình bón cái liều lượng đúng. Còn mà tán cây ít, là tàn lá còn ít thì mình giảm cái lượng lại 1/3 hoặc 1/2, mình giảm lại, nhất là những tháng đầu năm đó các bạn. Rồi cái cây mà chậu nhỏ chậu lớn thì đương nhiên là các bạn phải giảm liều rồi hoặc tăng liều rồi. Rồi cái cây hoành nhỏ hoành lớn cũng vậy. Đây là mình trồng là tàn là những cái cây mà chậu nhỏ không nha các bạn. Ví dụ như cây này hoành 40 mà mình trồng có chậu 6 tấc lòng thôi. Mình thấy nhiều bạn trồng chậu rất là lớn. Ví dụ như các bạn có cái cây hoành 60 như thế này, xin lỗi, hoành 40 như thế này, các bạn trồng tới chậu 8 lần. Hả? Bạn trồng tới chậu 8 lần. Bạn thấy trồng không? Thì cái chậu mà càng lớn thì chất trồng chứa trong chậu càng nhiều. Mà mình trồng chậu nhỏ mà mình tưới những cái liều lượng đó, còn cây mà nó còn không có sao, huống chi các bạn trồng chậu lớn. Có nghĩa là chậu lớn thì cái lượng chất trồng trong chậu nó rất là nhiều, thì cái lượng phân nó rải ra rải rác hơn, rải rác thưa hơn nhiều, thì nó sẽ hạn chế được cái sự mà teo tóp rễ nếu mà các bạn bón quá liều. Hôm nay mình trồng chậu rất là nhỏ không à đó. Nhưng mà bữa mình có nói là cái DB mà pha cái liều lượng mà 5g cho 1 lít nước, như cái cây này chậu 3 tấc lòng mà cái đường kính chậu của nó, xin lỗi, đường kính hoành của nó, xin lỗi, chu vi hoành của nó, hoành cây của nó khoảng là 10-15 thôi, là mình tưới bữa 0.8, 0.7 gì lít gì đó. Có nghĩa là trong đây nó chỉ có khoảng 4g ha, khoảng 4g DB này thôi. Bạn thấy 4g DB này không ha, 4g này thì thật sự khi mà tưới vô như vậy đó thì nó chỉ hấp thụ được có khoảng 40% đến 50% là chỉ có 2g thôi. Bạn thấy không, cái cây này hấp thụ được 2g thôi. Rồi mình nói thêm cái mà các bạn dùng tất cả loại phân mà để mà pha nước tưới á, thì bạn nên cái liều lượng nó là sẽ giảm hơn so với cái là bón gốc mà bằng viên nha các bạn. Giảm hơn sao? Giảm hơn bằng 3/4 liều, 3/4 của liều giải gốc bình thường. Ví dụ như mình nói bây giờ cái chậu 6 cây hoành 35 thì khi các bạn giải bằng viên như thế này nè thì các bạn giải 15g cho chậu đó. Còn khi mà các bạn tưới vô, khi bạn pha nước, pha với cái liều lượng mà 5g cho 1 lít nước đó, pha xong rồi tưới đó, thì các bạn chỉ pha 10g thôi. Bạn thấy giảm không? Bón bằng phân viên rải trên mặt chậu thì là 15g, nhưng mà khi pha nước thì còn có 10g thôi. Mình pha 10g thôi. Nhớ tại sao? Tại vì khi mà cái phân viên này nè nó tan chậm, khi mình bón lên giờ mình tưới nước nó tan như từ từ cây nó từ từ nó nhận được pha cái lượng, cái nồng độ phân. Còn khi mình đã pha nước thì cái nồng độ phân nó thành dung dịch và cái nồng độ nó sẽ tưới xuống là cái bộ rễ này mình nó nhận hết, nhận đủ. Bằng hiểu rõ mình nói chưa? Nó nhận đủ. Bởi vậy khi mình pha nước mình tưới thì cái liều lượng phải bằng 2/3 hoặc là 1/2 cái liều lượng mình bón gốc thôi, mình giải viên, bón gốc bằng cách giải viên. Đó. Thì cái mục đích bạn sử dụng phân bón gốc mà để pha nước rải này nè là để sao, để loại bỏ một số cái thành phần trong phân, hoặc là để bón thúc cho cây trong cái giai đoạn nào đó. Ví dụ như trong cái giai đoạn để tạo nụ này các bạn pha nước, đừng nó bốc hơi đạm bớt, trong phân DAP này nó chỉ còn lượng lân thôi, lượng lân khi mình tưới trên chất trồng của mình để mà nó tạo nụ cho nhanh, nuôi nụ cho lớn được mà kịp. Còn trong những cái điều kiện khác thì không nên pha nước tưới. Cả người ta nhà sản xuất người ta làm cho phân viên thì mình cứ lấy viên mình giải ha, mình bón.
mình rải mình bón và mình tưới nước lên là nó đúng theo cái chuẩn của nhà sản xuất người ta đưa ra. Còn thí dụ như nhà sản xuất mà muốn mình tưới thì người ta là làm dạng bột dạng nước rồi, để mình pha cho mình tưới cho nó dễ. Với lại mình phun trên lá, thường là phun phân những phân bón lá người ta làm dạng nước không à, hoặc là dạng bột để mình pha ra, mình ngâm nước pha ra mình dễ phun liền đó. Rồi mà nay mình có một số vấn đề chia sẻ về cách liều lượng bón phân như thế đó các bạn. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.